Sau khi hai phường của quận Đống Đa là phường Văn Miếu và phường Văn Chương chính thức bị phong tỏa do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đây trở thành khu vực phong tỏa lớn nhất tại thủ đô. Tránh xa vùng phong tỏa là điều mà đa số người dân nên làm, cần làm và phải làm. Tuy nhiên, có những con người đã bất chấp những hiểm nguy tiềm ẩn, tình nguyện vào vùng dịch, tình nguyện cách ly cùng với người dân khu vực phong tỏa. Đó là 20 chiến sĩ áo xanh của xí nghiệp môi trường đô thị chi nhánh Đống Đa, những người mà với họ lúc này, việc đảm bảo cuộc sống xanh, sạch, đẹp cho người dân vùng dịch còn mang ý nghĩa nhiều hơn cả một nhiệm vụ. Đó là một mệnh lệnh đến từ trái tim. Trong mùa dịch và nhất là tại khu phong tỏa, toàn bộ rác sinh hoạt của người dân đến giờ, theo giờ quy định, sẽ được khử khuẩn rác. Chờ đủ thời gian, tôi bắt đầu tiến hành thu gom rác của từng hộ dân, đưa về phương tiện xe gom. Rồi sau đấy lại tiến hành khử khuẩn một lần nữa, phủ bạt kín càng, chúng tôi mới đưa ra khỏi khu cách ly. Phường Văn Chương thì chúng tôi ở trong trường cấp 2 Huy Văn, còn phường Văn Miếu bên này thì chúng tôi ở tại trường cấp 1 tiểu học Lý Thường Kiệt. Không thể bằng nhà mình được, nhưng vì nhiệm vụ nên cả tập thể chúng tôi đoàn kết và tình đoàn kết ý đã tạo cho chúng tôi động lực cũng như niềm vui để khi ở bên nhau, khi đoàn kết nắm tay nhau thì ta sẽ vượt qua mọi khó khăn và niềm vui sẽ nhiều hơn nỗi buồn. Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 4 thế hệ làm môi trường, làm công nhân môi trường đã 20 năm. Nghề của chúng tôi vất vả và rất là độc hại. Thế nhưng vì tình yêu nghề, vì cuộc sống bình yên nên trong mùa dịch dã này bằng một việc nhỏ bé thế thôi, nhưng bằng cái sự tận tâm với nghề, sẵn sàng làm sạch sẽ những ngõ xóm, con đường để làm sao môi trường của bà con được hít thở, được sạch sẽ hơn, được trong lành hơn để làm sao cải thiện môi trường, cũng góp phần để ngăn chặn dịch bệnh. Chúng tôi mong thành phố mình sớm dẹp tan được dịch bệnh, đẩy lùi dịch bệnh để tất cả cuộc sống trở lại bình thường mới.